kéo để cắt cái hình này nhá. Mình cắt theo cái cạnh của cái phần giấy mà mình đã gấp xuống. Sau khi cắt được cái mảnh giấy của mình ra thì bây giờ mình sẽ mở cái hình này ra và dùng kéo cắt theo cái đường nếp gấp ở trên cái hình của mình nha các bạn. Mình sẽ cắt theo cái đường nếp gấp như thế này. Sau khi cắt xong thì mình sẽ dùng súng bắn keo để gắn cố định cái đoạn giấy mà mình đã cắt vào với cái hình chiếc xe để làm phần khung cho chiếc xe nha. Bây giờ các bạn sẽ dùng súng bắn keo. Chúng mình sẽ gắn keo chạy theo cái mép của cái hình khung xe này. Cái đường keo gắn của mình càng cẩn thận thì cái hình mô hình chiếc xe của mình nhìn sẽ càng đẹp mắt. Sau khi gắn keo thì mình sẽ cố định cái đoạn giấy mà mình vừa cắt. Mình cuộn cái đoạn giấy của mình theo cái hình khung của chiếc xe này. Mình sẽ gắn từng cái đoạn nhỏ cho tới khi gắn hết cái đoạn giấy vào với cái hình chiếc xe của mình. Mình sẽ dùng súng bắn keo để gắn từng cái đoạn keo, sau đó mình cuộn cái giấy của mình theo các cái phần keo này. Tiếp theo, bây giờ mình sẽ gắn cái đoạn giấy của mình vào cái phần bên dưới của cái chiếc xe này. Mình sẽ gắn cái đường keo của mình ở sát cái mép phía bên ngoài của cái hình. Và mình lại tiếp tục đặt cái đoạn giấy của mình vào với cái phần keo này nha. Sau khi gắn được cái đoạn giấy chạy theo hai cái cạnh của cái khung xe thì bây giờ mình sẽ gập cái đoạn giấy của mình để